Phúc Yên nữa, sốt sốt ở nhà kìa. À, mẹ cầm mẹ con. Thì để nhà cho đi. Cầm cho con coi. Làm gì? Ông ơi, được hết rồi. Phúc Yên muốn gì kìa, đi lại coi lấy gì ăn. Phúc Yên coi coi con thích gì con lấy. Lấy gì ăn? Con bọc bánh canh nè. Thôi nó ăn. Cái nào cũng được. Sáng dậy bú sữa rồi quất trứng cơm rồi. Bỏ chứ đâu có bầu của con đâu. Mẹ cầm nè. Mẹ bỏ cho đó con. Phúc Yên nào chị? Nè cầm đi, mẹ lấy mẹ coi Phúc Yên lấy gì đi. Phúc Yên nào chị? Trời, trời ăn cái đó được không? Được không? Sốt quá. Lạ đó. Không tiêu, thôi 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 thôi. Ói ra ói vô nữa hả? Không được. Con cực rồi chứ không ai cực hết à. Thì bởi vậy giờ thấy cho ăn được là không cho ăn. Đừng có ai chiều nó giùm cái. Uống sữa đậu nành được nè. Chị không con. Bánh bông lan được không?